Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chúng nha. Mấy hôm nay đi suốt không có thời gian quay cho anh chị xem video từng xe. Hôm nay em sẽ quay báo giá tổng hợp tất cả xe mới về cho anh chị tham khảo nha. Mới về thêm Civic nè anh chị. AJ nè, mới chạy có 29.000 cây số thôi. Em về thêm Camry. Camry em về mấy bữa rồi. Có thêm Mazda 6 nè anh chị. Mazda 6 2.5 bản premium 2019 màu trắng, chạy 46.000 cây. Innova. Em về thêm Vios nè, ở trong có Morning. Morning thì vừa về nhận cọc rồi. Có thêm Peugeot, có thêm hai xe bán tải và có thêm Rondo GTH nữa, bản full option màu trắng mới vừa về. Mấy anh em đang dội rửa bên kia. Em sẽ đi từng xe cho anh chị tham khảo nha. Civic này đẹp đó nè anh chị. Lên hơn 100 triệu tiền đồ chơi. Xe này vừa về hồi tối hôm qua, hồi chiều qua. Em lên video là anh em chuyển cọc mất tiêu à. Mà em đang chắc ngân hàng nè, xe này cũng chưa chắc đâu anh chị. Nên anh chị nào đang có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nha. Chắc ngân hàng chưa biết có được hay không. Anh chủ xe này có đặc biệt là ảnh mua hộp con này từ cái lúc trước khi em bán xe này ra luôn á. Xe này biển số chắc có thể là nhiều anh chị nhớ. Đây cái biển số nè, 67838. Xe này em bán ra hồi 1 năm trước và hôm nay chủ xe không có nhu cầu nữa nên để lại cho em. Đây là Civic bản Turbo 2018 đăng ký 19. Lên nhiều đồ lắm anh chị. Lên mâm SSW nè, vỏ Michelin nè, ốp Rambo nè, cản gió, rồi ốp body, bo on off, bo Akamovic nữa. Đặc biệt nhất là cái ghế này chị. Ghế này là ghế da Hermes nha. Có massage luôn nè, có sấy ghế, có quạt ghế luôn. Cái dàn ghế này không là hết 60 mấy triệu á, chủ xe nói. Nè. Cực kỳ đẹp luôn. Da bền lắm, có cần số pha lê nữa nè anh chị. Vô lăng đề khách nè. Đó, có camera hành trình, cả bi áp suất lớp. Xe này gần như là full đồ rồi, lấy về đi thôi. Xe này mang nước sơn màu đen ha. Đó, xe anh chị mua bên em á, thì được bên em đảm bảo tuyệt đối về chất lượng pháp lý. Và em sẽ bao quay đầu thoải mái cho anh chị luôn ha. Anh chị đi chán, miễn đảm bảo cho em là không đâm đụng, không thi kích thì em sẽ thu lại hết cho anh chị ha. Đó, như chủ xe này, alo em một phát là em full tiền mà nhận xe chạy về luôn ha. Chỉ cần anh chị đảm bảo cho em về chất lượng thì ok. Xe này 548 triệu nha anh chị, Honda Civic bản L. Đó, em đã nhận cọc rồi nhưng mà chưa chắc đã được ha. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Tại vì chắc ngân hàng thì nó chưa có kết quả liền đâu anh chị. Tiếp theo là Mazda 6 ở trong này đi. Mazda 6 này cũng mới về nè. Đây là Mazda 6 máy 2.0 bản premium, bản cao cấp đó anh chị, đời 2019. Xe này mang nước sơn màu trắng, biển Sài Gòn ha. Lăn bánh được 46.000 cây số. Giá là 596 triệu nha anh chị. Bản premium thì option nhiều. Mâm 19 inch. Ghế điện nè, nhớ hai vị trí ghế nè. Đó, nội thất màu đen. Option thì miên man. Ủa, anh em nào lên đây quên tắt đồng hồ luôn. Đây 46.000 cây nè chị. Quên tắt đồng hồ xe nè. Đó, có nhiều khi để vậy cái nó hết bình mất tiêu. Nhiều khi mấy anh em lên xe ngồi làm video đó anh chị. Lòng tiếng nữa cứ quên tắt. Xe đẹp lắm, xe này bảo dưỡng full lịch sử, một chủ mới á. Biển Sài Gòn sẵn nè anh chị. Xe này em cũng chưa quay video chi tiết nữa, để quay sau cho anh chị xem nha. Nhưng mà xe này mới lắm. Những xe mới về thì em có chụp hình em post lên Zalo và cái fanpage anh chị, fanpage xe cũ Sài Gòn á. Anh chị nào cứ bấm cứ vào Facebook á, anh chị cứ gõ là xe cũ Sài Gòn hoặc là nhập cái số điện thoại của em á, số 0972608010 á, thì nó sẽ ra cái fanpage của em ha. Thì ở đó sẽ cập nhật nhanh nhất là hình ảnh và video ha. Còn YouTube này thì nó sẽ hơi chậm hơn tí xíu anh chị. Em phải quay video rồi em phải edit lại video tí xíu rồi mới post lên được, thì nó sẽ hơi lâu tí xíu. Anh chị muốn cập nhật nhanh nhất thì cập nhật trên Facebook ha, Facebook và Zalo của em. Bởi vì Zalo thì nó sẽ giới hạn chỉ có 2.000 bạn thôi anh chị, nên nó bị hơi bị ít. Còn cái kênh fanpage của em thì gần 80.000 người đăng ký rồi. Anh chị cứ vào đó anh chị đăng ký rồi theo dõi ha. Khi mà em post hình ảnh hay là cái gì thì sẽ báo cho anh chị sớm nhất. Đây là Innova này chị, Innova số sàn 2019, chạy 70.000 cây số. Xe này xe gia đình ha, không kinh doanh. Đây là mẫu 2019 thì nó là 7 túi khí rồi. 7 túi khí có cân bằng điện tử hết rồi. Xe này xinh hết, xe này không độ gì hết trơn, có lock trần thôi. Có nhiều người thì về thích đổ xe bịt cùng bây giờ ở xe Civic, còn có nhiều người thì thích để xe zin như vậy, mỗi người mỗi sở thích anh chị ha. Đây xe này là 528 triệu nha anh chị, mang bộ đồng bánh kim,
màu đẹp á, có lên bể bước nè, vỏ hơi dày. Morning Morning Suit tự động 2019 vừa về khách chịu cọc online rồi. Tiếp theo là Astray. Astray này 5.000 cây số này chị, Astray này em giảm 10 triệu nha, 428 còn 418 triệu thôi. Astray Premium 2021 đăng ký tháng 8 2022 lận, và đặc biệt là mới chạy có 5.000 thôi chị, gần như mới. Xe này vào xe còn mùi mới luôn, chị nhìn ghế nè, gần như mới ha, 518 triệu. Tiếp theo là Vios nè, Vios này em cũng mới về nè chị. Vios bản E CVT số tự động đời 2021, lăn bánh được 55.000 cây số. Xe này là 446 triệu nha, 446 triệu để coi biển số. Đây, biển số 65 nha anh chị. Để đây xíu kẹp lại. Màu trắng là màu mắc nhất á. 445 triệu. Vios siêu bền. Dòng này bền trùm luôn. Đây. Có lên màn hình Android rồi. Đó. Nội thất mới đẹp. Rồi, có bọc trần luôn ta. Bọc trần này có nhiều người thích mà có nhiều người lại không thích. Có lót sàn nữa. 446 triệu nha anh chị. Tiếp theo là Sorento. Máy xăng bản full option đời 2016. Và xe này mang xe màu trắng, lăn bánh được 103.000 cây. Đây. Anh chị xem xe này là một chuẩn mới, bảo dưỡng hãng full. Đó, xe bên em thì auto chuẩn hết anh chị ha. Đảm bảo cho anh chị về chất lượng pháp lý. Đây. Xe này nội thất còn mới lắm nha. Để em vào nội thất cho anh chị xem nè. Có áo nguyên một lớp lớp da rồi. Đây. Này là áo ở ngoài thôi nha anh chị. Thích thì là tháo ra lắp vào nè. Đó, rất đơn giản. Da zin theo xe ở trong còn. Đơn giản, tháo ra lắp vào thì còn 5 phút thôi. Điều hòa hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh. Xe này là máy 2.4. Ở hàng ghế có thể gập phẳng lại được kìa anh chị. Đi xa gặp hai hàng ghế cuối lại. Ở cho không gian cốp cực kỳ rộng luôn. Có cửa sổ trời rất là thoáng đãng ha. Bản full option mới có anh chị. Bản thiếu thì nó không có cửa sổ trời nè. Đó. Xe này là 528 triệu thôi. Biển Sài Gòn màu trắng. Tiếp theo là Camry đi. Camry 2.5 bản Q, bản cao cấp nhất đời 2019. Xe này mang xe màu đỏ, lăn bánh được 66.000 cây. Bản full này là option nhiều lắm nè anh chị. Có hiển thị tốc độ trên kính nè. Có cảnh báo phương tiện cắt ngang qua nè. Đó, đèn thì đánh theo góc lái luôn. Cảnh báo điểm mù. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị. Đây vào nội thất cho anh chị xem nè. Xe trang bị hai ghế điện ha, ba chế độ lái. Van tay điện tử auto hold, giả gỗ, điều hòa ba vùng. Có bàn điều khiển ở phía sau nữa. Bàn điều khiển của ghế chủ tịch. Điều khiển được gần như là tất cả phía trên. Âm thanh rèm trượt ghế ở đây nè. Nó rất là nhiều tính năng ở đây nhưng mà phải nổ máy anh chị. Xe này là 888 triệu nha chị. Camry bản Q. Tiếp theo là Astray. Xe này Astray số tự động bản Premium 2021. Xe này giá thì em cập nhật sau nha chị nha. Tại vì xe này mấy anh em cũng vừa chạy về luôn, mới vừa mua được. Em báo giá sau nha chị ha. Anh chị nào quan tâm thì cứ đưa lại bình luận, em sẽ báo giá trực tiếp cho anh chị ha. Có lót sàn nè, cảm biến áp suất lớp nè. Đó, có lên màn hình Android luôn rồi. Xe này hình như có camera 360 độ rồi phải, đúng rồi. Có camera 360 độ nè anh chị. Astray màu đỏ. Biển số 71 ha. 71 là Bến Tre. Đó. Civic này đẹp lắm nè anh chị. Civic này đẹp tuyệt vời luôn. Biển số dễ nhớ ha. Tiếp theo là Peugeot. Peugeot 2008 bản Active 2020. Lăn bánh được 46.000 cây số. Biển số tỉnh nha anh chị. Màu cam. Xe này em có video chi tiết rồi nè, anh chị nào quan tâm thì mở ra xem giúp em nha. Đây. Đó. Ghế điện. Thiết kế của Peugeot thì khá là đẹp, trẻ trung. Đây là để em lấy nét cho anh chị xem nha. Đó, chế độ lái. Phanh tay điện tử. Ở cụm điều khiển ở đây đẹp lắm nè anh chị. Thiết kế như là máy bay vậy. Có camera 360 độ ha, giúp chị em dê xe và lái xe sẽ an toàn hơn. Ghế điện. Xe này 598 triệu, giảm 12 nha chị. Còn 586 triệu thôi. Ở bên này em còn hai xe bán tải nữa, em qua cho anh chị xem nha. Đây là BT50 và Triton. Em sắp về thêm một xe Colorado và Ranger nữa anh chị. Đang về. Ở đây là BT50, máy 3.2, 2 cầu, đời 2015. Xe này là xài chung máy với lại khung gầm.
động cơ hộp số với lại Ranger này anh chị. Máy 3.2 cùng với lại Ranger WeChat luôn á. Máy bóng 3.2 chạy bóng. Này ghế da nè. Xe này là hai cầu, có gài cầu điện luôn, điều hòa hai vùng độc lập. 388 triệu thôi. Đây. Nội thất đẹp. Phía sau là có nắp thùng. Nắp thùng cao. Đó. Biển số rõ ràng. 388 triệu nha anh chị. Cái mâm này là đăng kiểm bình thường nha, cùng thông số với là mâm zin á. Tiếp theo là chai tông. Chai tông này bản Athlete 2021. Đăng ký 2022. Xe men xe màu trắng nha anh chị, trắng đen. À, đây là một chiếc xe bán tải mà dành cho gì thích sự êm ái nè. Cái gầm nó êm lắm. Máy em rua và chạy tiết kiệm trùm luôn. Có ghế điện nè. Đó, hỗ trợ đổ đèo, đi đường xấu, gài cầu điện, điều hòa. Xe lăn bánh được 44.000 cây số ha. Xe mới tinh. Xe này là 698 triệu nha anh chị. Có lên nắp thùng điện nè, ba ga Hummer nè, đẹp lắm. Bản cao nhất á, xe này là bản cao nhất Athlete á, full option. Bên kia còn Rondo nữa, em qua anh cho anh chị xem nha. Đây là Rondo bản full option đời 2016. Bản cao cấp nhất anh chị, 2016 mà mới chạy có 52.000 cây số thôi. Đây. Mày nước xe màu trắng ha. Bản full là có rửa đèn pha nè chị. Đèn này là đèn xenon luôn ha. Đèn đó có thể điều chỉnh theo góc lái được á. Xe mới về anh em đang dọn rửa. Đây, ghế điện 10 hướng có nâng đùi nữa nè. Có phòng lưng nữa nè. Cái tép ghế này to, ngồi thoải mái lắm. Rồi, có cửa sổ trời toàn cảnh nè. Thoáng đãng lắm. Đó, để đổ máy cho anh chị xem. Vô lăng có 3 chế độ. Có lẫy số vô lăng nữa. Đèn tự động, gạt mưa tự động. Đồng hồ đây 52.000 cây thôi anh chị. Đó, mới lắm. Xe này mới tinh nè. Nè, anh chị nhìn nội thất nè. Xe này bên em dọn rửa xong thì nó còn sạch đẹp hơn nữa. 456 triệu nha anh chị. 456 triệu. Rondo bản full option. Bản full nó trên với bản thiếu nhiều lắm á. Lúc mua mới á. Nó chỉ khác option thôi, nhưng mà giá nó trên nhau rất nhiều. Em đang về thêm xe chai tông một cầu nè, xe Accent, xe Cerato 2.0 2021 và cũng có khá là nhiều xe đang về và thông tin thì em sẽ báo cho anh chị sau nha. Rồi, anh chị quan tâm xe nào trong này thì cứ liên hệ cho em nha. Xe thì chắc chắn sẽ đảm bảo cho anh chị về chất lượng pháp lý, có cam kết bằng văn bản công ty rõ ràng. Và em cũng đang cần mua thêm nhiều xe lắm. Anh chị nào có xe bán hoặc là biết người quen này bán xe thì ưu tiên cho em nha. Xe không đâm đụng, không tỉ kích và giá cả hợp lý thì em sẽ thu hết. Chắc chắn thì sẽ không ngại đường xa rồi. Và còn ngân hàng thì em sẽ hỗ trợ tất toán hết cho anh chị luôn. Đó. Ok, rồi anh chị quan tâm xe nào liên hệ trước nhé. Cảm ơn chị xem video nha. Bye bye.